thế hệ này sinh ra trong hòa bình và chỉ biết đến chiến tranh qua những bài học lịch sử, dù mảnh đất Đà Nẵng quê hương các em là nơi mà cũng như người Pháp, người Mỹ chọn để đổ bộ những đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên sau khi cuộc chiến tranh đặc biệt của họ bị phá sản bởi một trận đánh mang cái tên của một vùng nông thôn Việt Nam là trận ấp Bắc. Năm 1993, Neil Sheehan, tác giả cuốn sách Sự lừa dối hào nhoáng, mà phần lớn trong đó miêu tả về trận đánh này, đã trở lại thăm Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng ấp Bắc và có cuộc trò chuyện với phóng viên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Battle had a big impact on American policy over the long run because it permitted the trận ấp Bắc đã gây ảnh hưởng lớn đến chính sách của Mỹ trong một thời kỳ dài sau này. Bởi vì sau trận ấp Bắc, quân đội Việt Cộng đã phát triển thành một quân đội lớn mạnh. Năm 1965, chế độ Sài Gòn gần như sụp đổ. Lúc đó, Tổng thống Johnson không còn cách lựa chọn nào khác. Hoặc để cho nó sụp đổ, hoặc đưa quân đội Mỹ vào. Không chịu chấp nhận thất bại, Johnson đã đưa quân đội Mỹ vào trực tiếp chiến đấu. Vì những lý do đó nên trận ấp Bắc là một trong những trận đánh quyết định. Cuộc đụng độ giữa một tiểu đoàn du kích quân với lực lượng lớn hơn cả chục lần chứng minh, từ những tài liệu tình báo nhận được, lần đầu tiên chúng ta đã có cách đánh thích hợp với một đối phương vượt trội. Chiến thắng của nó có ý nghĩa như nhận định của nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3. Sau chiến thắng ấp Bắc của quân và dân miền Nam, đế quốc Mỹ đã bắt đầu không tin là chúng sẽ thắng và đã công khai nói lên sự mất tin tưởng đó. Cái chiến tranh đặc biệt này thôi, nó có một cái là nó gồm có cả quân sự, cả chính trị, cả kinh tế. Thế thì bây giờ quân sự thì nó có cái mặt gọi là cái kỹ thuật và chiến thuật. Cuốn sách dày cái này, nó gọi là kỹ thuật và chiến thuật chống chiến tranh nổi dậy, dịch ra tiếng Anh gọi là Counterinsurgency Warfare Technique and Tactics of Counterinsurgency Warfare. Và thì anh phải đọc cái đó rồi, đọc cái đó xong rồi đó, anh biết chắc rồi đó. Thì cái đó là quan trọng. Thì cái đó nó gồm có gì? Nó có như vậy là nó dùng đủ thứ hết. Có máy bay, có xe thiết giáp, có xe lội nước, có đủ thứ các loại lính, có tàu, có đủ hết. Cái gì anh đối phó như thế nào? Cái gì đồng thời của nó chứ? Chiến thuật của nó là gì? Là nó bao vây một cái vùng nào, nó nghi có Việt Cộng rồi đó, bao vây nguyên cái vùng nó lớn gì, thấy không? Thì nó gọi là vỗ lưới. Anh lấy trực thăng, anh bay lên, anh hạ xuống cho quân đội nó xuống, rồi là anh đánh cái lưới khác, anh rải thì quân đội nó xuống, gọi là vỗ lưới. Rồi xong rồi đó, anh bao vây xong rồi đó, là anh đưa những cái đơn vị nó vô có võ trang để mà quấn Việt Cộng ở trong đó, nằm mà nó chạy ra đứa, chạy ra là tôi giết. Thì cái gọi là vừa đuối không lao. Thế bây giờ anh đối phó cái đó bằng thế nào? Thì mình nghiên cứu mình đối phó bằng cái gì? Cắm cọc phá lưới, bám đất bẻ lao. Đâu phải anh cắm cái cọc, mình phá cái lưới đâu. Tức là anh để một số lính nằm ở đó, như trong những cái hầm, cái hố, anh chờ đó, khi mà nó thả đứng xuống đó thì anh bắn trực thăng. Cho nên một số trực thăng rớt ở Bắc, và cái quân đội của nó khi mà nó phóng lao vô đó thì anh đừng bỏ chạy, mà anh bám đó, anh bắn nó. Tức là anh cắm cọc phá lưới và đồng thời là bám đất bẻ lao, những cái mũi vô anh quýnh cho gãy hết. Thì sau cái chiến thắng đó là như vậy. Trận ấp Bắc được Neil Sheehan, phóng viên UPI, rồi sau đó là The New York Times, miêu tả chi tiết. Van nói với tôi, một tiểu đoàn Việt Cộng bắn rơi rất nhiều máy bay và phá một số xe bọc thép. Rất nhiều binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị giết. Ông John Von Van rất lo lắng cho những người dân thường đang sống trong làng đó, vì phía Việt Nam Cộng Hòa đã ném bom bắn đại bác vào làng. Ông ta bình luận thế này, tôi trích lời ông ta trong cuốn sách.
đó là những chiến sĩ dũng cảm, và họ đã biết đánh như thế nào là đánh. Sau đó tôi lên được trực thăng tới thẳng ấp Bắc. Tới đó chúng tôi thấy rõ ràng có sự hoảng loạn về tinh thần trong binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì có rất nhiều xác chết vẫn còn nằm trên ruộng lúa bị giết trong ngày hôm trước, và những ngôi nhà vẫn tiếp tục cháy. Binh lính Việt Nam Cộng Hòa từ chối không nhặt những xác chết đồng đội lên xe bọc thép để chuyển lên trực thăng đưa về Tân Hiệp. Và tôi chưa bao giờ thấy thái độ đối xử như vậy của binh lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã bị mất tinh thần sau những tổn thất đó. Neil Sheehan vào lúc đó không hề biết Phạm Xuân Ân, người cung cấp tin tức tình báo về chiến lược chiến tranh đặc biệt, ngay sau đó đã thị sát ấp Bắc bằng trực thăng. Mà khi vấn xong buổi trước á, thì buổi chiều đó ngày trước bị rồi, thì bữa sau cái dạ hay rồi bắt đầu lên, thì nói ơi cách đường số 4 không xa, ấp Bắc đi ra đường số 4 có thể đi bộ vô được mà ruộng là nó thành ra đi bằng trực thăng, lúc vô nó mới là tìm ra cái chỗ nó tình hình nó như thế nào. Cái lực lượng mà chỉ huy mà về trước đường xa đó nó có nhiệm vụ nó chặn đường. Khi anh vấn cho bắt rồi thì khi nó rút ra lui đó, ra bờ sông là anh trốn anh chạy đó, nó chặn nó bắt. Thế nhưng mà nó lại vấn thắng, cố dân sư đoàn 7 là ông John Paul Van, trung tá John Paul Van. Ông nói thì ông chống chế độ cũng hơi nặng, thành ra là ông John Paul Van yêu cầu là mình mang cao ra lệnh cho cái ông Lý Đồng Bá đại quý chỉ huy tiếp cận xa đó, thế em 113 lại cứu Mỹ, ông không chịu đi. Thế ông báo cáo về ông Diệm, ông này là bức tương quân lệnh của cô dân Mỹ. Rồi thì ông nói là lệnh của sư đoàn nữa chưa cho tôi lệnh thì tôi chưa làm, tôi định tôi làm. Thế ông Diệm lại phái, ha, thằng này đại quý mà dám chống lại quân đội Mỹ vậy là tốt, cho đi thiếu ta, thằng kia tức quá đi về Mỹ luôn. Đó thì mình tả cái trận đánh tại sao thua, phân tích ra, thế mà cũng nhắc chung sơ qua cái chiến lược của chiến tranh đặc biệt bên kia chống lại như thế nào. Rồi mình làm cái đó như là cái nền, rồi tả sâu vô cái trận. Cái trận đó thì New Zealand viết rất rõ, vì ông John Paul Van mất trước đó, rồi đi về Mỹ. Sau khi gia đình Ngô Niệm bị đảo chính rồi, ông này trở lại. Rồi sau mới cố dẫn quân đoàn 2, quân đoàn 4, rồi sau mới chết ở quân đoàn 2. Thì New Zealand viết cuốn đó để chứng tỏ rằng Việt Nam dạy cho Mỹ cái văn hóa của Việt Nam khác, văn hóa Mỹ nó khác. Mỹ nên học và nên sống hơn Việt Nam qua cái chiến tranh Việt Nam. Đánh giá trận ở Bắc là không phải chỉ là một cái trận thắng lợi bình thường về chiến thuật, cũng không phải chỉ giải quyết được riêng vấn đề kỹ thuật, cũng không phải chỉ là giải quyết được cái phương thức tác chiến hay là một cái phong trào, mà đồng thời nó giải quyết được một vấn đề chiến lược rất lớn là chủ trương dùng chiến tranh cách mạng để chống lại với chiến tranh xâm lược, và hoàn toàn ta có khả năng thắng lợi nếu Mỹ vẫn tiến hành chiến tranh đặc biệt. Cứ mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng ấp Bắc, những người cựu binh này lại họp mặt bên nhau. Trong câu chuyện của họ, 21 người vắng mặt lần lượt trở về, bắt đầu từ đại đội trưởng Bảy Đen, một trong hai người được nhận huân chương chiến công giải phóng hạng nhất. Người thứ hai chính là ông Phạm Xuân Ân. Thực sự là những anh hùng, nhưng có lẽ mãi đến sau này họ mới biết các hãng thông tấn đối phương đánh giá họ cao đến thế nào. Bản tin ngày 6 tháng Giêng năm 1963 của UPI nhận định: quân đội chính phủ đã bị một trong những thất bại nhục nhã nhất từ trước đến nay trước một lực lượng du kích nhỏ hơn mình nhiều.